chào quý vị, Liên CV xin kính chào quý vị. Đáng lẽ là Liên Hương không có quay video này đâu, nhưng mà Liên Hương vui quá nên là quay luôn. Hiện tại bây giờ thì là khoảng gần 5 giờ chiều, khoảng 4 giờ rưỡi thôi ở Sài Gòn. Và Liên Hương vừa mới đi ăn, gọi là ăn xế đó quý vị. Ở Sài Gòn thì có rất là nhiều bữa ăn ha, bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn xế, tới bữa ăn chiều, bữa ăn tối. Rất là nhiều món ăn. Và khi mà đi về có một chuyện rất là vui, là có một hai cái con chó mà nó đang đứng cản đường Lý Hương, mà Lý Hương không biết là nó là thuộc loại là cái giống chó mà nó sao ta, nó không sủa mà nó cắn, hoặc là hay là loại chó mà nó sủa mà dạng như chó hùa, thì Lý Hương chưa xác định được. Lý Hương đứng đó thì cái anh chủ đó ảnh đang nghe điện thoại, rồi xong rồi cái ảnh không có để ý là Lý Hương đang bị hai con chó cản đường đấy, nên là Lý Hương không đi được, không biết làm sao hết. Thấy hai chó nó cứ tiến về mình đang thụt lùi như thế này, tự nhiên đằng sau Lý Hương có một người kêu là: "Ơi ghé ơi, ghé ơi." Ủa trời, ai vậy? Thì ra là bà chủ bán cơm gần nhà ấy. Thì xong rồi cái trên tay của bà có cầm cái dao. Ê lại đây. Thấy là vẻ mặt rất là gọi là nguy hiểm. Cũng không phải nguy hiểm, vậy như là nó cũng hơi gọi gã gấp gúc, không biết chuyện gì. Rồi Lý Hương đi lại thì ra là trời ơi, xe quà quý vị ơi. Đây cái quýnh mít này quý vị, một phần như thế này một mình Lý Hương ăn được không ấy, mít Thái quý vị ạ. À, gái lại đây, trời ơi, cho mít làm hết hồn đấy quý vị. Đã không, người Sài Gòn Lý Hương rất là thích cái đặc tính này của Sài Gòn. Cái bà chủ này cũng rất là vui ha, nấu ăn á. Hôm bữa thì Lý Hương có dịp quay cho cả nhà cái quán này rồi ấy, thì để Lý Hương lấy cái dĩa cái ha, lấy cái dĩa để bỏ cái hạt mít ra. Thì cô chủ này á, cổ bán cũng nghệ sĩ lắm, chỉ bán từ thứ hai cho tới thứ năm thôi, và các món ở trong ngày thì đều thay đổi. Và cái đầu tiên á là buổi tối á, là không có hình dung ra được là ngày hôm sau là bán món gì luôn quý vị. Và khách chỉ biết khi nào mà gần tới giờ ăn thì mới biết là món thôi, hoặc là sau khi mà cổ đi chợ về. Nhà thì cũng là nhà ở đây rồi, hai vợ chồng với lại một người em nữa là làm cái quán cơm, thì mỗi ngày đều là những cái món khác nhau hết. Và cái mà cái tiên quyết để mà chọn ra cái món là thứ nhất là cái nguyên liệu phải tươi. Chị thì chị nói là hình như là lấy cái nguyên liệu ở chợ Bình Tây thì phải. Chợ Hòa Bình hay chợ Bình Tây ta? Lý Hương quên rồi. Đại loại là đi lại đó, thấy cái nguyên liệu nào tươi ngon á thì bắt đầu mới mua, và lúc đó thì mới hình thành món quý vị ạ. Chứ không có hình dung là cái món nào đâu, lại thấy cái nguyên liệu nào tươi á thì sẽ nấu. Đấy, cái quán này rất là đặc biệt và mỗi ngày mỗi khác luôn. À, tại vì hôm bữa Lý Hương tình cờ đi, tại vì Lý Hương thấy cái món mà gọi là cá trơi á, cá trơi ăn với lại mắm gừng á rất là ngon. Tự nhìn thấy chiên, cái cách chiên giống của Lý Hương chiên á, là con cá nhìn nó giòn lắm kìa, vô ăn y chang như cái vị gia đình, và đặc biệt là cái nước mắm gừng rất là ngon. Có dịp thì Lý Hương, lúc đó Lý Hương không có đem máy, Lý Hương chỉ đi ăn thôi. Cái xong cái Lý Hương nói: "Ô, bữa nào sẽ lại quay phim phỏng vấn chị, bữa nào Lý Hương sẽ làm clip phỏng vấn chị này cho quý vị ha." Quán cũng mới mở như cũng khoảng 6 tháng năm thôi mà đông lắm, khoảng tầm là 11 giờ bán tới 12 giờ là hết ráo luôn. Và thường thì dân văn phòng á đi ăn, tại vì cái món nó đổi mỗi ngày mà nó tươi mới lắm. Thì hôm nay rất là vui khi mà được chị tặng cái phần mít này. Bây giờ ăn chọc thèm quý vị mít nha, hồi giờ chưa bao giờ chọc thèm trái cây ha, hôm nay chọc thèm quý vị nha. Mít này là mít Thái, mít này thì nó vừa chín tới thôi đấy. Lý Hương sẽ bỏ cái phần hộp mít ra ha. Rồi, rất là nhiều muối quý vị ạ. Trái cây ngọt, muối rất là ráo ha. Ôi ôi, đây. Cái này mà ai mà thèm cái đồ ngọt nè thì chắc là sao vậy, chịu nổi không? Đây, muối mít. Ồ, cái máy nó hơi dùm. Đây, ngon quá quý vị ạ. Rồi, chọc thèm nha. Nó không có quá ngọt. Cái độ ngọt không có làm cho mình bị ngán. Và đặc biệt ngon nữa là nó vừa mới vừa trẻ thôi,
Lý Hương vừa đi ăn xế xong là về là quay luôn các clip này quý vị, tại rất là vui. Thì sau khi mà nhận xong cái clip này á, cái mic này á, thì mấy bạn chó kia cũng xê ra một bên luôn cho mình đi luôn. Xong anh chủ mới quay lại nói: "Ôi trời ơi, em cứ đi đi, nó nhìn vậy thôi á, tại vì nó thấy em dễ thương nên là nó nhìn vậy thôi chứ nó không làm gì." Trời ơi, chó nó cũng biết nhìn người dễ thương nữa ta. Nên là tự nhiên quá vui quý vị. Cái clip nó cũng bình thường ha, nhưng mà chia sẻ được là cái cách sống của người Sài Gòn, mà đặc biệt là ở khu quận 5 của Lý Hương á, thì mọi người rất là làng xóm luôn á, không có cảm giác cái vẻ mà thành thị của Sài Gòn, cái cảm giác mà ấy hề, nó rất là trời ơi, thích sao không thể diễn tả được, giống Bình Dương như đi đội y chang nó nóng luôn. Rất là ngon quý vị ạ. Để quay cái phần mít nha. Nó tươi, nó ngon, nó giòn. Giống như là rồi xong cái Lý Hương hỏi là đâu ra, cái chị chủ quán nói là mới vừa được cho. Mới vừa được hái cho. Ở nhà ăn hết nên là share cho nhiều. Lý Hương cũng thường ăn quán nên là gọi là khách hàng ruột á. Chị này cũng vui là một cái là nói chuyện vui. Như trái thường đi ăn thì sẽ được một cái ly trà với lại một cái trái chuối được miễn phí. Sao mà cái Lý Hương mà xin thêm trái chuối nó trời lấy ăn đi, xin làm gì, giàu có gì hơn trái chuối. Vui lắm quý vị. Rồi gì nữa nha, về con người này chắc là Lý Hương sẽ có một clip để phỏng vấn ha. Rồi chị nói vậy nói là về nấu ăn hả, chị chia sẻ hết, ai hỏi gì chị cũng chỉ hết tất cả món ăn, không có làm, không có giữ bí quyết làm gì cho nó nặng bụng. Rồi lúc mà cái con mèo á nó như là nuôi mèo nhiều lắm, nó hơi quậy quậy á, cái xong cái chị đá cho nó một cái rồi xong cái nói trời bạo lực gia đình cho nó khỏe nữa mà đá yêu quá vậy. Nên là nói chung là chị thì rất là vui. Còn cái quán ăn này á thì thường mà những người ở xóm á, những chị phụ nữ ở xóm á mà không có nấu đồ ăn giỏi á thì thường là đến đây biết làm sao, đem nguyên cái mâm vậy á, mua hết tất cả các món về xong rồi cái để đó rồi xong rồi nấu cơm thôi cho cả nhà ăn luôn hai bữa. Quán gì mở buổi trưa rồi quý vị. Rất là vui. Sài Gòn bây giờ Lý Hương cảm nhận thiệt, người Sài Gòn, gốc của người Sài Gòn không có câu nệ, rất là hào sảng. Chân tình. Ngon lắm quý vị ạ. Thơm mà. Nếu mà được quà cho như vậy thường mà lấy mấy đứa bạn của Lý Hương thường nó nói thơm mùi gì, hỏi có thơm không? Thơm. Hỏi là mùi gì? Thơm mùi nhang. Khi mà ở Sài Gòn, ở Việt Nam mà mọi người nói á là có thơm không, có ngon không, đó là mùi nhang á, là biết là đồ là của cho. Mọi người thường đùa nhau như vậy. Gì nữa nhỉ, nói chung là rất là ngon. Và thơm, thơm thiệt, thơm mùi mít. Nghe quý vị, mình còn cảnh luôn ha. Mít là loại mít Thái. Cái muối của nó màu vàng vàng như cái này ha. Nó rất là ráo. Và đặc biệt á là nó không có dính muối, dính cái mũ á. Mít Thái khắc phục được những cái điều này. Nó rất là ráo. Ngày xưa mà thường á mọi người mà ăn mít xong mà bị dính tay thì thường phải lấy cái gạo đúng không cả nhà, đó lấy cái gạo để làm chà để cho cái tay nó không bị dính. Không biết thì quý vị mà ở bên hải ngoại đi, hoặc là những khán giả mà ở thành thành phố, khi mà ăn mít như thế này thì thường là sẽ mua những cái mít mà
những người bán họ lột sẵn hay là như thế nào vậy? Lý Hương thì vẫn thích là lột như thế này ăn. Ngon quá. Lột muối này cho cả nhà coi nè. Cả nhà thấy không? Nó không có bị gọi là mũ nhiều ha. Thậm chí là những cái sơ như thế này nè cả nhà. Để nó hơn khóa cái phần này, cái nó bị không có khóa nên nó bị mờ ha. Để hiện cái mặt lên. Ngon lắm cả nhà. Muối cực kỳ to ha, ráo, không có sợ bị dính tay đâu. Nãy giờ Lý Hương bóc mà không có dính. Ngày nhỏ là trời, ăn mít á là thích là bổ nguyên cái trái ra như thế này, rồi mấy anh em trong xóm ngồi bu nhau, rồi lột xong rồi đứa này lột trời tay mũ không, rồi giật của nó ăn rất là vui. Cảnh báo nha quý vị, ai mà đang đói bụng á, đang thèm đồ ngọt á, thì nên kìm cái gì đó khi mà xem video này ha. Ngon quá. Đã quá. Lý Hương thì không hảo ngọt lắm, nhưng mà với cái loại mít này thì Lý Hương nghĩ là trái này Lý Hương sẽ xử được trong ngày thôi. Xíu nữa Lý Hương sẽ lột cái phần này bỏ vô tủ lạnh để có gì tối mình ăn. Bao nhiêu muối này cũng thấy là đủ ngọt của quý vị. Nhìn vậy chứ nhiều lắm nha. Nhiều lắm quý vị. Hết trời không? Muối này nữa nha. Rồi, cái phần này xíu là lột bỏ vô. Còn không thì để nguyên cái này chùm cái bịch lại. Bữa tối mình sẽ ăn cho hết phần này, nhiều lắm quý vị ạ. Ngày xưa á, mọi người còn dùng cái hộp này nè để nấu để ăn. Để độn cơm ăn ha. Hay là mình ăn hết lọc này luôn bằng cách là mình sẽ giữ những cái hộp mít này sau đó mình nấu để mình ăn nhỉ. Lâu ghê cũng không ăn hộp mít quý vị ạ. Đậm tình người đúng không? Ai nói Sài Gòn không có tình người? Sài Gòn bon chen, chỉ làm ăn kiếm tiền. Có điều ăn không có người tình giật á, cũng hơi buồn. Nhưng mà không sao, quyết định lập nghiệp rồi nên mà mình phải kiểm soát được cái cảm xúc buồn. Không coi nãy giờ có quay không? Và sau đó sẽ chém miệng với lại một hũ da ua. Ở xóm Lý Hương thì có chị vừa may đồ vừa làm da ua kem chuối. Thì thường thì Lý Hương hạn chế cái bọc ni lông mà thải ra môi trường bằng cách là Lý Hương mua những cái hũ như thế này. Nhà Lý Hương có 8 cái hũ như thế này, cái mỗi lần Lý Hương ăn xong 4 hũ lại đem xuống cái xe tua như vậy. Và mỗi ngày đều có sữa chua để ăn ha, rất là ngon quý vị ạ. Rất là ngon và tốt cho sức khỏe ha. Ngon lắm. Đây là những bí quyết giúp cho cái cân nặng của mình nó không có lên quá tầm kiểm soát của mình. Và đây là video hôm nay Lý Hương ăn mít. Lý Hương đi ăn ở trong xóm, nhưng mà có nhiều lúc á Lý Hương cảm thấy là một cái quán mà mình quay nhiều quá thì không có ổn, nên là nếu mà nó là cái quán Lý Hương quay rồi thì thường Lý Hương cũng không có quay, hoặc là
Đôi khi là Lý Hương đi ăn để ăn thử á, cái quán nào Lý Hương cảm thấy ngon thì Lý Hương sẽ quay. Đấy là video hiện tại là Lý Hương làm. Còn nếu như mà quý vị thấy cái video mà Lý Hương chia sẻ như thế này á, quý vị thích những cái cảm xúc mà ngay khúc đó Lý Hương chia sẻ thì để lại comment cho Lý Hương biết nha. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.